chương 431, hắc ám chi thần sầu lo. Thú thần điện bên trong. Làm hai cái hư không thú đem phong vân một người tàn sát 18 cái thánh cấp cường giả sự tình nói sau khi đi ra. Toàn bộ đại điện bên trong bầu không khí vị chi nhất ngưng, sau đó chính là ngập trời uy áp trút xuống. Người nói cái gì? Nương theo lấy áp lực mênh mông, trung ương vương tọa thượng vĩ ngạn thân ảnh truyền xuống thanh âm. Chỉ là lần này, thanh âm này không còn là như thần linh cao cao tại thượng mà là tràn ngập một loại chấn kinh cùng phẫn nộ. Hiển nhiên, thú thần cũng bị phong vân chiến tích này bị dọa cho phát sợ. Không thể tin được. Phía dưới, hai cái hư không thú tại thú thần uy áp hạ rung lẫy bẫy, nhưng lại không dám không nói, thú, thú thần bệ hạ, đây, việc này thiên chân vạn sát, chúng ta còn có hình chiếu hình tượng, mời, xin ngươi xem qua. Bọn họ lúc này lấy ra hình chiếu thạch, thôi động sau đó, bên trong hiện lên từng bức họa, chính là phong vân đại sát tứ phương, một người độc ép 18 thánh cái thế chiến tích. Thú thần sau khi xem xong, thật lâu không nói gì, nhưng đại điện bên trong uy áp càng ngày càng thịnh, hai cái hư không thú bị đặt ở trên mặt đất giống như là thừa nhận ức vạn quân áp lực, khổ không thể tả, nhưng chúng nó lại một cử động nhỏ cũng không dám. Đồ đần cũng nhìn ra được, thú thần trước mắt ở vào nỗi nóng, nếu như lúc này làm trái hắn, một giây sau đoán chừng liền sẽ chôn vùi. Không biết qua bao lâu, lâu đến hai cái hư không thú phản phất độ miễu như thâm niên đợi, khi cao cao tại thượng thú thần rốt cục mở miệng. Rất tốt, nhân loại phong vân, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, ba hệ pháp tắc, thật là khiến người ta vô cùng ghen ghét thiên phú. Sau đó ánh mắt của hắn quan sát phía dưới hai cái hư không thú, lạnh lùng nói, "Truyền lệnh xuống, hủy bỏ đối phong vân ám sát." Bây giờ phong vân chiến lực đã có thể so với đỉnh giai thánh cấp, kia ám sát đối cái sau mà nói đã không tính là gì. Dù sao loại kia chiến lực, toàn bộ hung thú giới, trừ thú thần bên ngoài, không có người nào có thể ám sát phong vân. Cho nên cái này ám sát kế hoạch cũng liền không có ý nghĩa gì. "Là, tuân mệnh." Hai cái hư không thú đạt được mệnh lệnh, cung kính nói bất quá, ngay lúc này. Ông. Bỗng nhiên, một cổ vô hình nhưng lại có chất áp lực mênh mông bỗng nhiên chưa hề biết hư không hàng lâm xuống, lập tức tràn ngập toàn bộ thú thần điện, đem vừa mới đứng lên hai hư không thú lại đè xuống dưới. Cùng lúc đó, một đạo rộng lớn uy nghiêm thanh âm quanh quẩn theo trên không trung truyền xuống, thú thần, phát sinh cái gì? Tộc ta mươi quá dài lão không có một cái nào trở về. Ta cần một lời giải thích. Hừ. Hắc ám chi thần, ngươi muốn giải thích, đây chính là giải thích, tự mình đi xem đi thú thần hừ lạnh một tiếng, đem phong vân chiến đấu hình chiếu hình tượng truyền lên không trung, thông hướng không biết chỗ. Hồi lâu sau, trên không trung mới truyền xuống thanh âm, mang theo một vòng kinh ngạc, 17 tuổi ba hệ thánh cấp, còn có hư hư thực thực nhật diệu cấp thể chất thiên phú cùng nguyệt huy cấp linh hồn thiên phú, cỡ nào hoàng mỹ không một tỳ vết tư chất, hoàng mỹ muốn lập tức liền đem mặt sát, bằng không thì vừa nghĩ tới hắn tương lai thành tựu thần linh thời điểm, ta liền ăn ngủ không yên. Phong vân có được nghịch thiên như vậy tư chất cùng chiến tích, để cho người ta không hoài nghi chút nào hắn tương lai nhất định tấn thăng thần linh chi cảnh. Nhanh! Lại có 90 nhiều năm thời gian, chờ ta hai luyện hóa thần cách, đạt đến thần linh chi cảnh thời điểm, liền là hắn diệt vong lúc. Thú thần lạnh lùng nói, trừ phi hắn chỉ dùng 90 năm thời gian từ thánh cấp sơ dai một đường vọt tới thần linh chi cảnh, nếu không, hắn hẳn phải chết. Khi không có khả năng, dù cho là thần cấp tư chất, cũng không có khả năng tại chỉ là 90 nhiều năm đạt tới thần linh chi cảnh. Hắc ám chi thần âm thanh âm vang lên. Hắn biết rõ thần linh chi cảnh có bao nhiêu khó đạt tới, bằng không thì lời nói cũng sẽ không lựa chọn luyện hóa thần cách. Chỉ dựa vào chính mình đột phá, đoán chừng thẳng đến tuổi thọ đến cùng đều không đạt được cấp độ kia. Cho nên, phong vân nhất định diệt vong, bất quá là nhiều để hắn nhảy nhót cái này 90 nhiều năm thôi." Thú thần tàn nhẫn nói. "Tốt, vậy thì chờ chúng ta triệt để luyện hóa xong thần cách đăng lâm thần linh chi cảnh lại nói." Cuối cùng, hắc ám chi thần thối lui, to như vậy thú thần điện bên trong khôi phục lại bình tĩnh mà vừa mới thú thần cùng hắc ám chi thần đối thoại phía dưới hai cái hư không thú là nghe không được bọn chúng bị liên tiếp hai cổ uy ác bách tại trên mặt đất cảm giác mình linh hồn cùng nhục thân đều bị phá diệt đi xuống đi thú thần móng vuốt vung lên đem hai người làm ra thú thần điện một bên khác phong vân cùng lôi đế chờ đông đảo vương giả đi vào gian hải cứ địa đứng ở trên không bên trên phong vân ánh mắt khám mà xuống đem gian hải cứ địa thu hết vào mắt nơi này vẫn giống như trước kia không có thay đổi gì vẫn như cũ là tứ đại võ đạo điện sang sát làm cơ sở mạnh nhất bất quá ngẫm lại cũng thế hắn rời đi đoán chừng cũng mới một hai năm có thế có cái gì biến hóa lớn phong vân thánh giả kia thần bí di tích ngay tại căn cứ này võ đạo điện chính phía dưới vạn dặm chỗ lôi đế thanh âm cung kính truyền đến tốt đi thôi phong vân gật gật đầu sau đó đám người bọn họ theo trên không trung bước xuống một bước trong nháy mắt đi vào võ đạo điện trên quảng trường ở nơi đó võ đạo điện bốn vị điện chủ cùng các vị cấp cao cùng các học viên sớm đã cung kính chờ lấy. Bái kiến chư vị Vương giả đại nhân. Bốn vị điện chủ cùng một tại cao tầng cùng các học viên lập tức cúi đầu, vô cùng cung kính. Trước đó Lôi đế cùng chư vị Vương giả tới qua, bởi vậy võ đạo điện đám người tự nhiên sẽ hiểu Lôi đế bọn người thực lực cùng thân phận. Minh bạch bọn họ chính là đến từ siêu hạng cứ địa đại nhân vật, vẫn là cao cao tại thượng Vương giả. Ân. Lôi đế chờ Vương giả nhàn nhạt ứng một tiếng. Mà lúc này, đã thấy Phong Vân bỗng nhiên đi ra đi vào trong sân rộng, mặt mỉm cười nhìn xem bốn vị điện chủ, mấy vị, đã lâu không gặp. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, bốn vị điện chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó bọn họ trước mắt liền xuất hiện một vị vô cùng thân ảnh quen thuộc. Khoảng cách phong vân rời đi giang hải cứ địa cũng mới vẻn vẹn đi qua hai năm mà thôi, bốn vị điện chủ tự nhiên rõ ràng nhớ kỹ hắn. Trước tiên liền nhận ra. Phong, phong vân. Ngươi làm sao cũng tới. Hoàng điện điện chủ kinh ngạc vô cùng nói. Tới xem một chút di tích phong vân nhẹ nhàng một cười nói mà lúc này lôi đế bọn họ đi tới ông quyền cung kính nói thánh giả chúng ta đi xuống đi di tích mở ra chỉ có một tháng thời gian ân vậy thì đi thôi phong vân gật gật đầu sau đó hướng về phía thần sắc đã ngốc trệ bốn vị điện chủ vẫy tay liền dẫn các vị vương giả hướng dưới mặt đất mà đi trên quảng trường bốn vị điện chủ ánh mắt vẫn là ngốc trệ bọn họ vừa mới thấy cái gì khi cao cao tại thượng chư vị vương giả vậy mà nghiễm nhiên một bộ lấy phong vân như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Đây chính là vương giả A, mỗi một vị cũng có thể trấn áp một vực vô thượng tồn tại, bây giờ vậy mà đều nghe phong vân lực. Cái này, cái này sao có thể? Chương 432, sát liền thương, đụng liền chết. Giang hải cứ địa võ đạo điện lòng đất vạn dặm. Một cái to lớn cánh cổng ánh sáng đứng vững tại tầng nham thạch bên trong, cao có mấy ngàn thước, lóng lánh vô cùng, sáng chói chói mắt, bốn phía có hay không đếm đường vân bàn giao dịch kỳ dị lại mỹ lệ, như long xà nhảy múa. Phong Vân Thánh Giả, đây chính là cái kia thần bí di tích. Lôi Đế chỉ về đằng trước cánh cổng ánh sáng, đối Phong Vân nói. Cái sau gật gật đầu, có chút ngước mắt, ánh mắt quét tới. Từ cái này cánh cổng ánh sáng thần dị cùng độ cao đến xem, viễn siêu Phong Vân cho đến tận này tiến vào bất kỳ một cái nào di tích bí cảnh. Cái này khiến Phong Vân trong lòng lập tức cảm thấy cái này thần bí di tích khả năng không đơn giản. Lập tức mở miệng nói, đi vào đi. Tốt. Lôi Đế gật đầu, sau đó đám người bọn họ lập tức tiến vào cánh cổng ánh sáng bên trong, biến mất ở chỗ này. Một trận mãnh liệt quan mang sau đó, phong vân trước mắt tràn cảnh biến ảo, đã từ trước đó dưới mặt đất, đi vào một mảnh lạ lẫm địa phương. Hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp trước mắt tất cả đều tràn ngập nồng đậm màu trắng sương mù, bao phủ thập phương, che đậy ánh mắt. Phong vân vô ý thức vận dụng tinh thần lực cùng linh hồn cảm giác lực, nhưng phát hiện cùng tại lôi thần tộc nguyên thủy trong di tích, đều bị nghiêm ngặt ép chế, hắn chỉ có thể điều tra đến một vạn mét phạm vi. Về phần lôi đế bọn họ, đoán chừng chỉ có mấy chục mét đến một trăm mét. Dù sao bọn họ từng tại trong không gian thần bí sách 360 thăng qua linh hồn thiên phú, mặc dù còn kém rất rất xa phong vân, nhưng cũng so với bình thường người muốn cường. Thánh giả, bên này. Lúc này, lôi đế thanh âm truyền đến. Nơi này trước đó lôi đế bọn họ điều tra một thời gian, bởi vậy còn tính là quen thuộc, bị bọn họ kiểm tra xong một con đường. Phong vân cũng vui vẻ dễ dàng như thế, miễn cho còn tốn hao dư thừa thời gian thăm dò, lúc này đi qua. Rất nhanh, đám người bọn họ liền trong mê vụ ghé qua, bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới, đi qua một chút khu vực về sau, chỉ thấy phía trước mê vụ mộ nhưng trở nên mỏng manh đứng lên. Mặc dù cảm giác lực vẫn là nhận áp chế, nhưng tối thiểu tầm nhìn cao không ít, cũng có thể để cho người ta an tâm một điểm. Thánh giả, ngay ở phía trước. Lại đi mấy trăm dặm, đôi đế dẫn phong vân cuối cùng đi vào một cái cung điện khổng lồ bầy trước mặt. Chỉ gặp nơi này có to to nhỏ nhỏ không dưới hơn trăm tòa cung điện đứng sừng sững, hoặc rộng lớn, hoặc đại khí, hoặc bàn bạc, hình thái không đồng nhất, độ cao không. Nhưng đều có một cái duy nhất điểm giống nhau, cái kia chính là tất cả đều hiện ra một loại tan thương khí cơ. Hiển nhiên, đã có không ít tuổi tác. Phong vân xem chừng, tối thiểu nhất cũng có mấy ngàn năm đi lên. Mà tại những khu cung điện này bên ngoài, có một cái to lớn vòng sáng đem hắn bọc lại lấy, lúc ẩn lúc hiện. Thánh giả, vòng sáng này liền là kia thánh cấp trận pháp. Chúng ta đám người không một cái có thể thông qua. Lôi đế nhìn xem kia to lớn vòng sáng, sắc mặt nghiêm túc đường. Phong Vân nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đi lên trước, nhô ra tay đi, chạm đến tại vòng sáng phía trên, một sợi linh hồn lực nhô ra. Lập tức, có hay không đến trận văn ký hiệu hướng hắn tốc thẳng vào mặt, hai hai thành đôi, tam tam thành đôi, riêng phần mình tổ hợp thành vô cùng phức tạp trận pháp cầu. Quá mức trường ra, cho dù là mạnh như Phong Vân, cũng xong tuân lý giải trong đó huyền bí. Dù sao hắn mặc dù linh hồn cường đại, nhưng cuối cùng không phải thánh cấp trận pháp sư, phân tích không ra trước mắt cái này thánh cấp trận pháp cũng rất bình thường. Thánh giả, nhưng có đầu mối. Một lát sau, một bên Lôi đế nhìn thấy Phong Vân thu về bàn tay, nhẹ nhàng dò hỏi. Còn lại vương giả cũng là một mặt chờ mong. Nhưng mà Phong Vân lại lắc đầu, trận này chính là thánh cấp, trận văn ký hiệu chi phức tạp, viễn siêu ta tưởng tượng, muốn phân tích thành công, duy có thánh cấp trận pháp sư mới được. Lôi đế bọn họ nghe xong, riêng phần mình thở dài, ngay cả Phong Vân thánh giả cũng không có cách nào a. À. Những cung điện này bảo quan bốn phía, bên trong tất nhiên có có giá trị không nhỏ linh vật, một khi đạt được khẳng định là lợi ích khổng lồ. Nhưng bây giờ lại bị thánh cấp trận pháp ngăn cản ở ngoài. Loại này bảo sơn phía trước, nhưng không được mà vào cảm giác thật sự là khó chịu một nhóm. Bất quá lúc này, đã thấy Phong Vân chuyển đề tài nói, mặc dù ta không cách nào phân tích, nhưng muốn phá trận nhưng cũng không khó. Thánh giả ý là. Lôi Đế nhất thời còn không có phản ứng kịp. Nhưng sau một khắc, hắn toàn thân sở trường bỗng nhiên dựng thẳng lên đến, một cổ nguy cơ sinh tử trong lòng hắn hiện. Còn lại vương giả cảm giác cũng thế chỉ gặp đứng ở phía trước Phong Vân, nó trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh huyết kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, kia vô biên kinh cũng khí cơ liền để lôi đế bọn họ ngạt thở. Một đại vương giả lập tức nhận ra máu này kiếm chính là trước đó Phong Vân một kiếm trảm 17 thánh chui này. Lập tức, bọn họ sắc mặt trắng bệch, tâm thần kinh hãi, hoảng một nhóm. Không có cách nào không hoảng hốt a, đây chính là trảm 17 vị thánh cấp huyết kiếm a, bọn họ đó là sát liền thương, đụng liền chết a. Bất quá còn tốt, Phong Vân đối máu này kiếm là hoàng mỹ khống chế trình độ kia vô biên hủy diệt cùng giết chớp chi khí cũng không tiết lộ tí nào, bị lao lao khống chế tại kiếm này trên thân. Theo hắn nhẹ nhàng rút kiếm, một vòng huyết quang chợt hiện. Một giây sau, chỉ gặp kia to lớn vòng sáng vậy mà trực tiếp bị một phân thành hai, sau đó như ảo ảnh trong mơ vỡ vụn ra. Theo vòng sáng tán đi, khu cung điện kia giống như là cấm chế bị giải khai, các loại quan huy lập tức tràn ngập xem ra, đem nơi đây bao phủ. Mũ quan thập sắc, muôn tí nghìn hồng, lộng lẫy, sáng lạng người người. Dãy cung điện trước, Phong Vân thu kiếm vào vỏ, đem huyết kiếm để vào trong không gian giới chỉ. Lập tức, kia đầy trời kinh khủng sát khí mới biến mất không thấy gì nữa. Lôi đế bọn họ lúc này mới trùng điệp tùng một ngụm khí, nhưng trong mắt còn có còn sót lại hoảng sợ. Khoảng cách gần cảm thụ một kiếm này, để bọn hắn đầy đủ cảm nhận được, cái gì mới là tự thân nhỏ bé cùng đồ yếu, nếu như chính diện đón lấy cái này một kiếm, bọn họ sợ là chết đến trăm ngàn lần đều không đủ. Trận pháp đã mở, đi vào đi. Bỗng nhiên, phong vân thanh âm truyền đến, đem lôi đế bọn họ từ hoảng sợ trong trạng thái bừng tỉnh. Bọn họ lập tức lấy lại tinh thần, khi thấy trước mắt kia mảng lớn dãy cung điện sau đó, trên mặt liền không thể ức chế lộ ra nụ cười hưng phấn. Lúc này, từng cái sông đi vào, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang vang vọng, muốn phát. Đại phát tài đặc biệt phát tài. Phong vân đi tại cuối cùng, ánh mắt của hắn đảo qua kia từng tòa đại điện, đều để hắn không hứng thú lắm. Trong này đồ vật tuy tốt, nhưng cũng khó khăn nhập cách khắc mắt hiện tại chỉ có loại kia cực kỳ trân quý tu hành tài nguyên còn có thánh binh các loại mới có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú còn lại ý nghĩa không lớn bất quá hắn chướng mắt nhưng đối lôi đế bọn họ tới nói đây chính là vô thượng côi bảo đủ để cho thực lực bọn hắn tăng lên rất lớn một đoạn đơn giản hưng phấn đến bạo phong vân đi tại bên trong khu cung điện dự định thăm dò thăm dò tìm xem nhìn phải chăng có đối với mình hữu dụng đồ vật ông ông mà lúc này đây Bỗng nhiên một trận mãnh liệt lực hấp dẫn từ cung điện chỗ sâu truyền đến, để linh hồn hắn đều rung động. Chương 433, luyện hóa hồn tơ. Ân. Phong Vân cảm nhận được linh hồn dị thường, sắc mặt khẽ động, loại cảm giác này. Giống như là có đồ vật gì đang kêu gọi lấy linh hồn hắn. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên, Phong Vân cũng không biết rõ bên kia là có cái gì, nhưng có thể khẳng định là, tất nhiên là đối linh hồn hữu ích. Nghĩ đến đây, Phong Vân cũng không do dự nữa, có chút quay người hướng phía kia kêu gọi cảm giác truyền đến địa phương đi đến. Rất nhanh. Hắn liền tới đến một tòa nhìn như không đáng chú ý thiên điện bên cạnh, từ nhìn từ bề ngoài, cái này điện vũ thấp bé, ngày cổ xưa. Cùng bên cạnh cái khác điện bảo so ra, liền như là một cái là biệt thự, một cái là nhà lá, không có chút nào khả năng so sánh. Không đúng, đây là linh hồn huyễn cảnh. Phong vân lấy linh hồn lực vô ý thức đảo qua lúc, một liền phát giác khác biệt. Trước mắt cái gọi là thiên điện, đều là ảo tưởng. Chân chính bên trong, giấu ở huyễn tượng bên trong. Nếu như linh hồn thiên phú không cao lời nói, căn bản là không có cách phát giác. Loại trình độ này linh hồn huyễn cảnh, tối thiểu nhất cũng muốn có được tinh mang cấp linh hồn thiên phú mới được. Phong vân trong lòng tự nói. Sau đó hắn hướng thiên điện bên trong đi đến. Làm bước vào trong đó lập tức thay đổi bất ngờ, đấu chuyển tinh di, trước đó thiên điện bộ dáng đã biến mất, trước mắt lấy mà thay mặt chi là một tòa vàng son lộng lẫy đại điện, kim quang lập lòe, thần thánh vô cùng. Nhìn sau bên ngoài bất luận cái gì một tòa cung điện đều muốn rộng lớn khổng lồ. Phong Vân đứng tại nó trước mặt, trong lòng đều tự nhiên sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Thật lớn a. À. Hắn nhịn không được cảm thán một tiếng, cái này quy mô so chi hắn dĩ vãng nhìn thấy bất luận cái gì một tòa cung điện còn lớn hơn. Bất quá sau một khắc hắn liền phát giác không đúng, cung điện này vậy mà tại không ngừng biến lớn. Ban đầu có trăm mét, nhưng bây giờ lại nhìn, đã lớn lên đến ngàn mét, đồng thời còn tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên, hướng phía phong vân áp bách mà đến. Lại là linh hồn huyễn cảnh. Phong vân trước tiên kịp phản ứng, biết được cái này tất nhiên lại là nhất trọng linh hồn huyễn cảnh. Này huyễn cảnh so trước đó nhất trọng còn muốn đáng sợ nhiều, tinh mang cấp linh hồn thiên phú người sợ là đều không thể bài trừ. Hồn thiên binh, ra. Phong vân thờ ơ, trong lòng mặc niệm một tiếng, lập tức bị hắn để đặt hồi lâu niệm hồn binh hồn thiên xuất hiện. Đệ tứ trọng trực tiếp mở ra, 81 chui lưỡi giao hóa thành lưu quan xông ra, đồng thời trong thức hải của hắn hư thần chi tháp thượng đồ án nhóm cũng phi tốc tan. Cả hai kết hợp, một trận cường quan sau đó, tại chỗ xuất hiện một thanh thông thiên cự nhận lóng lánh quang huy phun ra nuốt vào lấy vô thượng sắc bén phá phong vân một tay một chỉ kia thông thiên cự nhận lập tức phóng lên tận trời một vệt ánh sáng ngấn xẹt qua chân trời sâu cửu trọng thiên lập tức liền đem áp bách xuống khổng lồ cung điện cho xuyên qua ông một giây sau giống như là cái gì bị xé nứt một tiếng xoẹt âm sau đó trước mắt tràn cảnh cũng biến mất không thấy gì nữa sau đó xuất hiện tại phong vân trước mặt là cùng trước đó một trời một vực hình tượng đó là một gian thạch thất cũng không lớn chỉ có mười mấy bình quy mô bất quá trong thạch thất đồ vật lại trong nháy mắt liền hấp dẫn phong vân tất cả lực chú ý đó là một viên trong suốt thủy tinh cầu có bóng đá lớn nhỏ mà tại trong thủy tinh cầu có nồng đậm tơ trạng sương mù bốc lên không ngừng tựa như vân hải chập trùng những này là phong vân cảm thụ được thức hải bên trong linh hồn truyền ra khát vọng cảm giác thần sắc hơi rung trước mắt thứ này hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng lại có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó đến chỉ toàn chí thuận lực lượng linh hồn lên mạng ra một chút hắn lập tức vỗ xuống ảnh chụp truyền đến võ giả công hội tổng bộ công cụ tìm kiếm bên trên cũng không lâu lắm liền có một loạt tin tức hiện ra hồn tơ sinh linh trong linh hồn một tia bản nguyên ngưng tụ mà ra luyện chi có thể tăng lên lực lượng linh hồn từ đó khiến linh hồn thiên phú thuế biến chú phương pháp này là rút ra cơ thể sống sinh linh hồn có tổn thương thiên hòa chính là cấm kỵ thủ đoạn ít dùng thì tốt hơn hồn tơ rút ra cơ thể sống sinh linh một tia bản nguyên ngưng tụ mà thành Phong Vân sau khi xem xong thần sắc chấn động, cái này thủy tinh bóng lít nha lít nhíp hồn tơ, tối thiểu có hơn vạn đầu, mà mỗi một đầu đều có thật nhiều tơ bản nguyên tạo thành. Tính như vậy xuống tới, muốn luyện chế ra dạng này thủy tinh cầu, tối thiểu muốn chết mất trên trăm ức sinh linh mới được. Trên trăm ức sinh mệnh. Cho dù là tâm tính kiên định như Phong Vân, đang nghĩ đến cái này một số lượng lúc, cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Tàn sát trên trăm ức sinh mệnh, cũng chỉ là vì luyện chế trước mắt cái này thủy tinh cầu, ngẫm lại liền đáng sợ. Mà lúc này, phong vân một tia linh hồn lực không cẩn thận chạm đến thủy tinh cầu. Lập tức, hắn sinh ra một loại cảm giác, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem những cái kia hồn tơ đều cướp đoạt tới. Phong vân thử nghiệm cướp đoạt. Trong nháy mắt, nguyên bản tại thủy tinh cầu đại lượng hồn tơ đều biến mất, đều biến thành kim sắc sương mù, xuất hiện tại hắn thức hải bên trong. Xuy suy. suy. Đại lượng kim sắc sương mù dọc theo thức hải trực tiếp truyền vào phong vân linh hồn lực bên trong. Làm những cái kia kim sắc sương mù tới gần linh hồn lực lúc liền như là uống nước, phong vân linh hồn lực tự nhiên mà vậy liền hút vào những này kim sắc sương mù. Quả nhiên, phong vân sinh ra một loại cực kỳ thoải mái cảm giác, chính mình linh hồn lực đang nhanh chóng trưởng thành lấy. Rất nhanh, cái này trên trăm ức linh hồn luyện hóa mà thành hồn tơ liền bị linh hồn hắn cho hoàn toàn hấp thu, vương sạch sẽ chỉ toàn. Ầm ầm. Tựa như sóng cả vạn trường, sóng biển chảy ngược. Phong vân trong thức hải, gần sóng không ngừng, truyền ra có thể xưng kinh thiên động địa động tĩnh. Cực kỳ hiển nhiên, luyện hóa những này hồn tơ để linh hồn hắn đạt được tăng lên trên diện rộng. Bất quá lại không có tăng lên đến cực hạn, nhiều nhất cũng thì tương đương với dung hợp một lần nguyệt huy cấp linh hồn thiên phú mà thôi. Mặc dù không có tăng lên linh hồn thiên phú, nhưng phong vân vẫn như cũ cực kỳ kinh hỉ, thậm chí còn lộ ra nụ cười. Không gì khác, hắn hình chiếu trong gương bản thân liền có tầm một tháng huy cấp linh hồn thiên phú, chính là trước đó hình chiếu đến hỏa thần tộc thánh cấp luyện khí sư. Lúc đầu phong vân còn buồn rầu chỉ có một tháng huy cấp linh hồn thiên phú, không đủ để để linh hồn hắn thuế biến. Bây giờ, lại là không có vấn đề này. Hắn chỉ cần lại dung hợp một tháng huy cấp linh hồn thiên phú, hắn tự thân linh hồn thiên phú liền có thể đột phá công cùng xiên xích, đạt tới nhật diệu cấp. Cho đến lúc đó, chính là phong vân tu tập nhật nguyệt bất diệt một tầng cuối cùng, tức để bác trọng thời điểm. Ngẫm lại liền cực kỳ kích động. Đây chính là trong truyền thuyết thần cấp thể chất thần thể, có thế không kích động sao? Không tệ không tệ, nơi này di tích thật đúng là đến đúng. Phong vân có phần vì vui vẻ, còn tốt hắn chạy tới nhìn một chút, bằng không thì liền muốn bỏ lỡ. Mà bỏ lỡ lần này, có trời mới biết hắn linh hồn thiên phú lúc nào mới có thể đột phá. Chương 434, kim loại sinh mệnh. Phong Vân ra thạch thất sau đó, lại xuất hiện tại bên trong khu cung điện. Hắn tiếp tục liên tiếp, chờ mong còn có thể tìm tới để cho mình động tâm bảo vật, nếu như lại có thể tìm tới trước đó thủy tinh cầu lời nói, kia liền càng tốt. Đáng tiếc, Phong Vân tìm một vòng, không còn có trước đó như thế linh hồn kêu gọi cảm giác. Điều này cũng làm cho hắn biết được Nơi này trong cung điện, sợ là lại không thứ hai thủy tinh cầu. Bất quá Phong Vân cũng không nhiều lắm thất vọng, có viên thứ nhất đã là kiếm lời lớn, viên thứ hai có hay không cũng không quan trọng. Dù sao chỉ cần hắn tuôn ra hỏa thần tộc cái kia thánh cấp luyện khí sư Nguyệt Huy cấp linh hồn thiên phú, có hay không viên thứ hai thủy tinh cầu cũng không sao. Lại nói cái này hồn tơ mặc dù là chiết xuất bản nguyên linh hồn mà ra, nhưng cái này độ tinh khiết nhưng vẫn là cùng ta nguyên bản linh hồn chi lực phải kém một lần. Phong Vân cẩn thận cảm thụ một chút thức hải bên trong mới tăng linh hồn lực phát hiện cùng mình nguyên bản linh hồn lực so sánh liền chất lượng cùng độ tinh khiết phương diện muốn kém hơn một chút hắn không thể không cảm thán chính mình lúc trước thu hoạch được linh hồn bí điển địa vị tuyệt đối không nhỏ ngay cả hồn tơ độ tinh khiết cùng chất lượng đều không kịp hắn chiết xuất rèn luyện sau linh hồn lực cái này nếu là truyền đi sợ là không biết muốn gây nên nhiều ít linh hồn thiên phú người đỏ mắt bất quá cái này cái linh hồn bí điển mặc dù huyền bí nhưng tu hành yêu cầu cũng cao trên địa cầu có thể hoàn toàn đem tu hành đến viên mãn sợ là ít càng thêm ít nếu như không phải phong vân linh hồn thiên phú một mực tăng lên, cũng rất khó đem tu đến viên mãn cấp độ. Với lại ta có cảm giác, cái này, linh hồn bí điển thì đến tiếp sau còn có. Phong vân mỗi lần tu hành lúc đều có loại cảm giác này. Bởi vì hắn mỗi lần đều sinh ra một loại yến nhưng mà dừng cảm giác, thật giống như xem phim chính đến lúc này, bỗng nhiên bị sinh sinh cắt đứt. Mà cái này linh hồn bí điển phong vân tại võ giả công hội tổng bộ cũng không thấy bán, nói rõ toàn cầu đoán chừng liền hắn cái này phần độc nhất, đến tiếp sau căn bản không biết nơi nào đi tìm, không có đầu mối. Bất quá tuy nói như thế, nhưng trước đây tam trọng cũng đủ hắn tu hành. Đi ra ngoài lại tinh luyện cái này mới tăng linh hồn lực a. Phong Vân có lòng muốn muốn tại chỗ chiết xuất, bất quá nghĩ đến nơi này là cùng lôi thần tộc nguyên thủy di tích, chỗ càng sâu hắn còn không có thăm dò đây. Lúc này, hắn đè xuống trong lòng ý nghĩ này, vượt qua những khu cung điện này, hướng chỗ càng sâu đi đến. Phong Vân không có để cho lôi đế bọn họ, về sau đám người thực lực, coi như gặp được nguy hiểm cũng giúp không hắn, dứt khoát tự mình một người thăm dò, hơn nữa còn không hề cố kỵ cứ như vậy phong vân một đường xâm nhập mê lúc không giờ mà nồng đậm khi thì mỏng manh nhưng đối cảm giác lực áp chế một mực chưa biến thậm chí theo xâm nhập có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế lại đi năm ngàn dặm về sau tại phong vân trước mặt xuất hiện lớp kính do sương mù dày đặc ngưng tụ thành cùng loại bức tường một vật đi đến nơi này phong vân cảm giác mình linh hồn cảm giác lực bị hoàn toàn áp chế dù cho là cường đại như hắn cũng chỉ có thể bao trùm chính mình quanh thân trăm mét phạm vi chỗ xa hơn liền ngoài tầm tay với Di tích này, sau lôi thần tộc nguyên thủy di tích còn cường đại hơn cảm giác. Phong Vân yên lặng nói. Bất quá hắn đã đến, há có không đi lý lẽ. Lấy hắn bây giờ thực lực, địa cầu chi lớn, có thể làm cho hắn lùi bước địa phương, một cái tay đều đếm đi qua. Nghĩ đến đây, Phong Vân bước chân khẽ động, trực tiếp xuyên qua cái này mê vụ bức tường, tiến vào bên trong. Ông ông. Khi hắn một bước vào trong đó lúc, liền cảm giác được chạm mặt tới từng sợi hắc ám khí tức. Trước mắt thế giới cũng hoàn toàn biến mê vụ biến thành hắc ám chi khí đầy trời tràn ngập bốc lên như biển mê số không bức tường sau đó địa phương lại là chỗ hắc ám thế giới cái này phong vân sắc mặt biến hóa mặc cho hắn nghĩ như thế nào tượng suy đoán đều không thể nghĩ đến nơi này lại là hắc ám địa phương oanh lúc này từ phương xa truyền đến một cổ mênh mông khí thế giống như mặt trăng lên không bàn bạc vô lượng sau một khắc một đạo thân ảnh to lớn đạp trên hắc ám chi mây mà đến nó thân cao chừng mấy ngàn thước che đậy bầu trời bỏ ra một mảng lớn hắc ám bóng ma, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Thánh cấp hung thú. Phong Vân cảm nhận được kia trút xuống mà đến thánh uy, không khỏi ánh mắt lóe lên nói, với lại hắn luôn cảm giác cái này hung thú khí tức hắn chỗ nào cảm thụ qua. Nhân loại, ta không phải hung thú, ta chính là kim loại sinh mệnh, ngươi có thể gọi ta là khắc Lúc này, kia cao lớn hắc ám cự thú mở miệng, thanh âm cuồn cuộn ba vạn mét như sấm rền. Kim loại sinh mệnh. Phong Vân còn là lần đầu tiên nghe nói cái này, thần sắc kinh ngạc dường như nhìn ra phong vân nghi hoặc tên vì lạc tháp thắc ám cự thú nói ra kim loại sinh mệnh cùng trí năng sinh mệnh đều là tiến hóa ra bản thân hạch tâm sinh mệnh chỉ bất quá trí năng sinh mệnh gọi trí năng chi tâm mà kim loại sinh mệnh thì gọi kim loại chi tâm một khi có được hạch tâm liền có thể tự chủ tu hành còn có loại thuyết pháp này phong vân có phần vì cảm thấy hứng thú kim loại sinh mệnh cùng trí năng sinh mệnh còn có dạng này quá trình tiến hóa ngược lại là rất có ý tứ lúc này khi cự thú kim loại sinh mệnh lại nói nhân loại từ lần trước lại không gian liệt phùng nhìn thấy ngươi mới vẹn vẹn đi qua hai năm ngươi bây giờ vậy mà đều thành vì thánh cấp thật sự là khó lường thiên phú a lời này vừa ra phong vân lập tức liền nhớ tới khó trách hắn cảm thấy cái này cự thú ký tức quen thuộc như thế rõ ràng là năm đó hắn tại giang hải cứ địa di tích vết nứt vỡ vụn lúc nhìn thấy kia một đôi hắc ám con mắt chủ nhân lại là thánh cấp khó trách lúc trước cảm giác như huy hoàng thiên uy giống như phong vân cảm thán nói nhân loại ngươi có thiên phú như vậy với lại ta cũng ở trên thân thể ngươi cảm nhận được hắc ám khí tức, nói rõ ngươi có được hắc ám thiên phú, nhưng đáng tiếc, ngươi tới chậm, nơi này hắc ám thần cách sớm tại 5.000 năm trước liền bị người lấy đi. Khi cự thú thanh âm lần nữa truyền đến. Hắc ám thần cách. Phong vân nhạy cảm bắt lấy điểm mấu chốt, nhịn không được dò hỏi, đó là cái gì? Làm cái nào đó sinh linh tu đến thánh cấp cực hạn, ngụy pháp tắc chính thức thuế biến vì pháp tắc thời điểm vũ trụ ý chí uy năng liền sẽ giáng lâm, vì đó ngưng tụ ra thuộc về riêng mình hắn tự thân bản nguyên chi vật, mà cái này, liền là thần cách, cũng là tấn thăng vì thần linh tiêu chí. Cự thú vì Phong Vân phổ cập khoa học nói, êm tai nói. Cũng làm cho Phong Vân từng giờ từng phút biết được thần linh huyền bí. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhân loại ngươi có nghịch thiên như vậy thiên phú tư chất, cũng không cần cái này mai hắc ám thần cách, hoàn toàn có thể tự chủ thành thần. Cái này cự thú hiển nhiên lai lịch không tầm thường, biết được rất nhiều huyền bí. Mà điều này cũng làm cho Phong Vân như nhặt được trân bảo. Hắn hiện tại thiếu sót nhất liền là liên quan tới thánh cấp phía trên cảnh giới huyền bí. Lúc đầu hắn dự định đi hỏi thăm võ giả công hội tổng bộ hội trưởng, bất quá bây giờ gặp được con này cự thú, có thể sớm giải một chút. Chương 435, thánh cấp luyện khí sư kinh nghiệm bao. canh 1. Hắc ám không gian bên trong. Phong Vân cùng kia kim loại sinh mệnh hắc ám cự thú trò chuyện rất nhiều, bất quá đại bộ phận đều là Phong Vân tại đặt câu hỏi, hắc ám cự thú trả lời. Mà tại cái này một hỏi một đáp ở giữa, cũng làm cho phong vân thấy rõ rất nhiều dĩ vãng đều không hiểu sự tình tỷ như thần linh huyền bí tỷ như thần cách tự chủ thành thần các loại lúc này phong vân lại đưa ra một vấn đề ngươi vừa mới nói năm ngàn năm trước nơi này hắc ám thần cách bị người khác lấy mất không biết là ai là một cái hắc ám thiên phú không sai gia hỏa hình như là tại hắn thời đại kia đệ nhất nhân đến từ hắc ám thần tộc cụ thể kêu cái gì cũng không biết bất quá hắn tư chất cùng ngươi so sánh chênh lệch rất xa muốn tự chủ thành thần cơ hồ không có khả năng cho nên hắn mới đến này tìm kiếm hắc ám thần cách hắc ám cự thú nói mà phong vân nghe nói như thế biến sắc đến từ hắc ám thần tộc đây chẳng phải là nói hắc ám thần tộc bên trong có một tôn thần linh luyện hóa thần cách phải bao lâu phong vân nhịn không được hỏi lần nữa nhìn tư chất giống như ngươi đoán chừng cũng liền trăm năm mà giống cái kia hắc ám thần tộc đoán chừng muốn hơn năm nghìn năm hắc ám cự thú nói hơn năm nghìn năm phong vân con ngươi hơi co lại đây chẳng phải là nói ngay tại những năm gần đây sao? Nghĩ tới đây, hắn liền toàn thân thản nhiên dâng lên một cổ cảm giác cấp bách, hắc ám thần tộc đem sẽ sinh ra một tôn thần linh, đây quả thực là sử thượng lớn nhất tai nạn. Cũng không biết cửu đại thần tộc có hay không thần linh tỏa trấn, bất quá ta cảm thấy hẳn không có. Bằng không thì lời nói, phong vân lẻn vào cửu đại thần tộc, sớm đã bị phát hiện. Cửu đại thần tộc không có thần linh tỏa trấn, nhưng hắc ám thần tộc lại có, có thể đoán được, tại không lâu tương lai, hắc ám thần tộc thần linh chắc chắn quân lâm đại địa đem trọn cái địa cầu lâm vào thời đại hắc ám không đúng còn có võ giả công hội tổng bộ hội trưởng hắn cũng là nhân vật thần bí phong vân vẫn luôn suy đoán có thể lực áp ngũ đại thần tộc võ giả công hội hội trưởng rất có thể cũng là một tôn thần linh bất quá hắn cũng không đem hy vọng ký thác vào trong tay người khác chính mình vận mệnh muốn chính mình trưởng khống lúc này kia hắc ám cự thú thanh âm lần nữa truyền đến nói nhìn ngươi bộ dáng là sợ kia hắc ám thần tộc gia hỏa luyện hóa thần cách thành thần đi đáng tiếc lấy tư chất ngươi, cho ngươi thời gian ngàn năm, chắc chắn tự chủ thành thần, nhưng bây giờ đoán chừng cũng liền hơn 90 năm thời gian, gia hỏa kia liền có thể luyện hóa thần cách thành công, đã xa xa không kịp. Bất quá ta hiện tại cho ngươi một cái đề nghị, ngươi tốt nhất đi tìm trên địa cầu thần cấp di tích, bên trong hẳn là sẽ có thần cách, ngươi mang tới luyện hóa, trong vòng trăm năm thành tựu thần linh chi cảnh, làm theo không thể so với kia hắc ám thần tộc gia hỏa kém. Hắc ám cự thú ý tứ đã rất rõ ràng, liều tu hành tốc độ, phong vân đã không kịp. Hiện tại chỉ có hắn cũng tìm tới thần cách luyện hóa mới có thể ngăn cản đối phương. Ta cũng luyện hóa thần cách. Phong Vân nghe vậy thần sắc hơi động, cái này cũng không mất làm một con đường. Sau đó, hắn hỏi thăm bóng tối này cự thú trên địa cầu có cái nào thần cấp di tích. Cái sau lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá cũng không nhiều, chỉ có mấy chỗ mà thôi. Đúng, ngươi mi tâm cái viên kia kiếm ấn, hẳn là thông hướng một chỗ thần cấp di tích bằng chứng, ta đoán chừng không lâu sau đó liền sẽ mở ra, đến lúc đó ngươi chú ý một chút. Kiếm ấn nói là tiểu ngọc kiếm a phong vân trong lòng nhưng xem ra lúc trước kia tiểu ngọc kiếm truyền đến tin tức không giả làm chín chui tiểu ngọc kiếm xuất thế sau đó liền sẽ mở ra bảo tàng bên trong tồn tại thành tựu thần linh thần vật có thể thành tựu thần linh cũng không liền là thần cấp di tích a hóa ra trong tay của ta sớm đã có thông hướng thần cấp di tích bằng chứng phong vân trong lòng khẽ nói bất quá hắn hiện tại trong tay chỉ có bốn chui tiểu ngọc kiếm đến lúc đó mở ra đoán chừng sẽ có những cường giả khác cũng sẽ ở trận sau đó phong vân cáo từ hắc ám cự thú quay người rời đi nơi này đương nhiên hắn cũng hỏi qua cái này cự thú nếu không muốn cùng hắn cùng đi ra nhưng kẻ sau cự tuyệt đưa mắt nhìn phong vân bóng lưng biến mất hắc ám cự thú nhẹ giọng nói địa cầu mới tiến vào cái thứ hai thời đại liền có được như vậy nghịch thiên thiên tài thật sự là kỳ quái bất quá đáng tiếc xuất sinh quá muộn sớm cái ngàn năm cái này địa cầu liền không cái gì sinh linh là đối thủ của ngươi hiện tại a à, chỉ có thể giành giật từng giây bên này ra mê cung bức tường về sau phong vân trở lại dãy cung điện lôi đế bọn họ còn tại vơ vét tài nguyên làm không biết mệt phong vân thấy thế liền cùng bọn hắn chào hỏi sau liền rời đi đồng thời cũng khuyên bảo bọn họ đừng đi kia mê số không bức tường sau đó có đại khủng bố dù sao kia đầy trời hắc ám chi khí hắn có thể không nhìn lôi đế bọn họ nhưng không cách nào làm đến nếu như bị che kín vài phút lạnh rơi trở lại ngoại giới sau thời gian mới vừa mới qua đi mấy ngày mà thôi hắn hướng bốn vị điện chủ muốn một gian mật thất sau đó liền một đầu đâm vào bên trong, đóng cửa không ra. Trong mật thất, Phong Vân chuẩn bị bắt đầu tu hành linh hồn bí điển đến rèn luyện mới tăng linh hồn lực. Bất quá trước đó, trước soát cái hình chiếu. Hắn lúc này ý thức tiến vào hình chiếu trong gương, xoát lên hôm nay phần hình chiếu. Gần 20 tiếng đi qua sau, Phong Vân thành công xoát xong. Ý thức lập tức đảo qua ba lô, lúc có quan huy lấp lóe thời điểm, hắn cũng biết, tất nhiên bạo đồ tốt. Phong chi lĩnh vực, tứ trọng, đến từ phong vũ hình chiếu. Hỏa chi lĩnh vực, tứ trọng, đến từ hỏa huyền hình chiếu. Thánh cấp luyện khí sư kinh nghiệm bao một phần, đến từ hỏa diệu thiên hình chiếu. Thánh cấp luyện khí sư kinh nghiệm bao rốt cục bạo A. Phong vân ánh mắt vui mừng, ý vị này hắn sẽ có được rèn đúc thánh binh năng lực. Một kiện siêu phàm cấp thánh binh mang đến chiến lực tăng thêm, hắn biết rõ cao bao nhiêu. Trước đó đại chiến những cái kia thánh cấp tồn tại thời điểm, nếu như không phải kia siêu phàm cấp thánh binh huyết kiếm lời nói, hắn muốn giết chết những cái kia thánh cấp liền không dễ dàng như vậy. Cho nên một kiện thánh binh, thậm chí là siêu phàm cấp thánh binh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Sau đó, phong vân đầu tiên hiển hóa phong chi lĩnh vực cùng hỏa chi lĩnh vực, hai cái này dung nhập thân thể của hắn, đem hắn phong chi lĩnh vực cùng hỏa chi lĩnh vực tăng lên tới bát trọng. Bất quá về mặt sức chiến đấu gia trì cũng không lớn, dù sao không có đạt tới ngụy pháp tắc cấp độ, với hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Dung hợp hoàn tất hai cái này về sau, phong vân đem ánh mắt đặt ở cái cuối cùng, cũng là lần này rơi xuống giá hàng giá trị cao nhất một cái. Hiển hóa trong lòng của hắn mặc niệm một tiếng. Hiển hóa thánh cấp luyện khí sư kinh nghiệm bao một phần. Hiển hóa bên trong hiển hóa thành công. Ông. Một trận mãnh liệt quang mang tại trong đầu hắn ầm vang bạo phát, hóa thành vô số cái ký ức lập tử lưu hướng phía bốn phương tám hướng tuôn ra, bị phong mây tận đến cho dung hợp. Chương 436, nhữ nghe, tiếng người không. Canh 2. Khi hỏa diệu thiên thành vì luyện khí sư chừng 7 800 năm thời gian, nhiều như vậy ký ức kinh nghiệm trong nháy mắt tại phong vân trong đầu bạo phát, bị hắn dung hợp loại kia bành trướng cảm giác có thể nghĩ. Nếu không có linh hồn hắn cường độ cao, đổi lại những người khác đến, đã sớm linh hồn vỡ vụn, chết oan chết uổng. Cho nên nói, một chút cơ duyên chỗ tốt nếu như tự thân cũng không đủ ngạnh thực lực lời nói, vậy thì không phải là cơ duyên chỗ tốt, mà là thiên đại tai nạn. Ký ức tin tức quá to lớn. Phong vân thầm nghĩ, khổng lồ như vậy ký ức tin tức, cho dù là ta, sợ là cũng phải 10 phút đồng hồ mới có thể dung hợp thành công A. Lời này nếu để cho người khác nghe thấy, đoán chừng muốn cùng phúng máu người khác nếu là dung hợp cái này khổng lồ ký ức tin tức, đoán chừng vài phút chết bất đắc kỳ tử mà chết, chết không thể lại chết, nhưng với hắn mà nói, vậy mà chỉ cần 10 phút đồng hồ liền có thể dung hợp. Với lại nghe phong vân ngữ khí, lại còn không hài lòng. Nhữ nghe, tiếng người không. 10 phút trôi qua rất nhanh. Đến lúc cuối cùng một tia ký ức bị phong mây hấp thu luyện hóa về sau, hắn toàn thân chấn động, trong đầu có hay không đếm liên quan tới luyện khí kinh nghiệm tri thức hiện lên, phong phú, tan sẽ chi tâm. Từ giờ trở đi, hắn chính là một tên thật thánh cấp luyện khí sư. Từ đó sau đó, ta liền có thể chính mình cho mình luyện khí, không cần đi võ giả công hội danh sách trao đổi mua sắm. Phong vân trên mặt tràn ngập vui mừng. Võ giả công hội danh sách trao đổi bên trong thánh binh giá cả đều quá đắt, căn bản không ai mua được. Cho dù là cửu đại thần tộc, mua một kiện siêu phàm cấp thánh binh sợ cũng là thương cân động cốt. Dù sao võ giả công hội tổng bộ chỉ nhận điểm tích lũy, không để cho hắn. Mặc dù cửu đại thần tộc nội tình thâm hậu, nhưng cũng không bột đố gột nên hồ A, điểm tích lũy thu hoạch được cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta chỉ cần mua sắm một chút vật liệu luyện khí là được. Đối với những thánh binh kia giá cả, vật liệu luyện khí liền muốn tiện nghi quá nhiều. Không vội, trước tiên đem mới tăng linh hồn lực rèn luyện chiết xuất lại nói. Phong Vân lập tức ý thức tiến vào trong thức hải, vận chuyển lên linh hồn bí điển, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ ba đều dùng mấy lần, tốn hao mấy giờ, thành công đem trước đó mới tăng linh hồn lực cường độ tăng lên gấp bội. Mà hư thần chi tháp, cũng đạt tới 88 tầng. Càng phát ra chân thực mà nặng nề, trấn áp tại toàn bộ trong thức hải, bất động như sơn, nguy nga thẳng tắt. Hồng Thiên Binh cũng có thể mở ra đệ ngũ trọng. Đệ ngũ trọng Hồng Thiên Binh đem biết giải phong 243 chui lưỡi dao, so trước đó 81 chui, trọng vẹn lực gấp hai nhiều, quy năng càng là không ngừng. Ta bây giờ linh hồn cường độ, tăng thêm Hồng Thiên Binh cùng hư thần chi tháp, hẳn là có thể đối thánh cấp cao giai phía dưới tồn tại sinh ra uy hiếp bờ. Phong Vân trong lòng đoán chừng nói. Hắn tiến bộ quá nhanh, dẫn đến linh hồn phương diện công kích xa xa không kịp bản thân hắn cái khác công kích, không cách nào đối thánh cấp tồn tại cấu thành uy hiếp cho nên hắn rất ít sử dụng. Chẳng qua hiện nay tiến bộ một mảng lớn sau đó, lại là có thể đối thánh cấp tồn tại sinh ra tổn thương. Như vậy, hắn sát chiêu lại nhiều một loại. Cái gọi là kỹ nhiều không ép thân, đối với người khác mà nói, sở trường mới là vương đạo, bởi vì tinh lực có hạn, không thể nào làm được chu đáo. Nhưng tại phong vân mà nói, hắn có hình chiếu tấm gương nơi tay, sở trường thật sự là một loại lãng phí, bao hàm toàn diện mới là vương đạo chân nam nhân liền nên cái gì đều sẽ tiếp xuống liền đi võ giả công hội giả lập tổng bộ a phong vân cần trao đổi vật liệu luyện khí đến luyện chế thánh binh nhưng hắn trong tay trước mắt không có điểm tích lũy cho nên chuẩn bị đi võ giả công hội giả lập tổng bộ một chuyến xông xáo hư thiên cảnh làm chút điểm tích lũy tiêu xài một chút dù sao hắn xem chừng thực lực mình đoán chừng đã bộc lộ ra đi lại ẩn tàng cũng không có ý nghĩa lại nói hắn bây giờ chiến lược đều có thể so với đỉnh giai thánh cấp, tăng thêm không gian năng lực, địa cầu chi lớn, đều có thể đi đến. Rốt cuộc không sợ cái khác. Nghĩ tới đây, Phong Vân liền lấy ra giả lập thiết bị, liên thông ý thức, tiến vào võ giả công hội giả lập tổng bộ bên trong. Cùng lúc đó, võ giả công hội tổng bộ cùng các đại thần tộc cũng được biết Phong Vân một người đồ 18 thánh kinh cũng chiến tích. Không hề nghi ngờ, khi bọn hắn nghe nói tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên liền là không tin. Nhưng khi bọn hắn xếp vào tại hung thú giới cùng hắc ám thần tộc quân cờ cũng truyền về tin tức này về sau, lại không phải do bọn họ không tin. Giờ khắc này, cao cao tại thượng, tự hỏi vì thần thần tộc nhóm đều trầm mặt. Đều vì Phong Vân tuyệt thế tư chất cùng chiến lực mà cảm thấy rung động. Cửu đại thần tộc thật sâu biết, từ giờ khắc này, Phong Vân tuyệt để cuộc khởi. Căn cứ nguyên quán ghi chép, bằng chừng ấy tuổi liền thành liền thánh cấp, lại có được đỉnh giai thánh cấp chiến lực, thời gian ngàn năm tất nhiên thành tựu thần linh chi cảnh. Chí cao vô thượng thần linh chi cảnh. Chúng ta thần tộc hậu duệ đều vô pháp đạt đến một bước này, lại bị một cái nhân loại cứ địa thiên tài dẫn đầu đi đến một bước này. Đây là chuyện tốt, phong vân tốt xấu là đứng tại chúng ta trận doanh một bên, nếu như là hắc ám thần tộc hoặc là thú thần điện, vậy thì chờ lấy chơi xong a. À. Xem ra muốn phái sứ giả mời vị này cái thế thiên tài đến tộc đàn làm khách, sớm lấy lòng. Các đại thần tộc nhóm đều nhao nhao phái ra sứ giả, chuẩn bị mời phong vân đi bọn họ trong tộc làm khách, nhiệt tình rối tinh rối mù. Trước đó phong vân, mặc dù cũng cực kỳ ưu tú, nhưng nhiều nhất chỉ là để thần tộc ghé mắt, muốn để cao cao tại thượng bọn họ cúi người xuống đi giao hảo đối phương, tự nhiên không có khả năng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Phong Vân biểu hiện ra ngoài chiến lực cùng tư chất quá kinh khủng, so với bọn họ đời thứ nhất thần linh thủy tổ đều muốn đáng sợ nhiều, tương lai nhất định thành tựu thần linh. Dạng này tồn tại, cho dù là bọn họ cũng muốn ngưỡng mộ. Lúc này, làm sao có thể còn sĩ diện, tự nhiên từng cái cướp tới lấy lòng. Võ giả công hội tổng bộ làm võ giả công hội hội trưởng biết được việc này, hắn lăng hồi lâu sau, bỗng nhiên cười, tiểu tử này, ẩn tàng sâu như vậy, thú vị, liền nhìn ngươi đi đến một bước nào, nếu như cuối cùng thí luyện có thể thông qua, cái này lạc hậu cấp thấp văn minh cũng có thể đi ra một tôn thiên tài. Một bên khác, làm phong vân ý thức hoàng hồn sau đó, liền đã đi tới võ giả công hội giả lập tổng bộ. Tiếp theo, hắn lại tâm niệm vừa động, trực tiếp truyền tống đến hư thiên cảnh bên trong trướng. Áo đen thủ hộ giả nghe được động tĩnh, vô ý thức nhìn qua, khi hắn nhìn người tới là phong vân sau đó lập tức toàn thân chấn động liên tưởng trước đó nhìn thấy liên quan tới phong vân một người tàn sát 18 tôn thánh cấp kinh khủng chiến tích lập tức nhìn về phía cái sau ánh mắt liền như là đang nhìn một cái không cách nào tưởng tượng quái vật chương 437, điên sắp điên canh 3 phong phong vân các hạ ngươi ngươi đến áo đen thủ hộ giả tại đối mặt phong vân thường có một loại bản năng kính sợ cảm giác loại này kính sợ cảm giác bắt nguồn từ hắn biết được chỉ cần phong vân không vẫn lạc tương lai nhất định sẽ trở thành thần một tôn thần linh, vạn thọ vô cương, trăm cổ vĩnh tồn, đáng giá bất luận cái gì sinh linh đi kính sợ. Quy, như cũ, thiếu điểm tích lũy tiêu xài. Phong Vân gật gật đầu, liền trực tiếp đi hướng đại lộ cuối cùng, tiếp tục lần trước chưa khiêu chiến xong cửa ải, cũng chính là hư thiên cảnh đệ thập tứ trọng. Áo đen thủ hộ giả lần này không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Còn hoài nghi gì, vị này Phong Vân các hạ đều có thể một người đồ 18 vị thánh cấp, thỏa thỏa đỉnh giai thánh cấp chiến lực. Đừng nói hư thiên cảnh đệ thập tứ trọng, liền là đệ thập ngũ trọng, đệ thập lục trọng đoán chừng cũng đỡ không nổi hắn. Mà sự thật cũng đúng như áo đen thủ hộ giả suy nghĩ như thế. Đệ thập tứ trọng. Phong Vân lựa chọn đối thủ vẫn như cũ là Lôi hệ thánh cấp, sở tu Lôi chi pháp tắc đã đạt tới 4 tầng. Phong Vân tại cùng đối phương đại chiến mấy chục hiệp, cẩn thận cảm thụ đối phương Lôi chi thế giới về sau, lúc này mới tuôn ra ba hệ ngụy pháp tắc, đem đánh bại. Đệ thập tứ trọng, thông qua. Đệ thập ngũ trọng. Phong Vân lựa chọn là băng hệ thánh cấp, đối phương ngụy băng chi pháp tắc lĩnh hội đến tầng thứ 5, kết hợp băng hệ nguyên lực ngưng tụ ra băng chi thế giới uy năng vô cùng. Bất quá tại phong vân ba hệ pháp tắc hình thành dưới thế giới, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, trong nháy mắt tan tác. Đệ thập ngũ trọng, thông qua. Đệ thập lục trọng. Đối thủ đổi thành kim hệ võ giả, pháp tắc lĩnh hội đến 6 tầng, có thể xưng cùng giai công phạt lực mạnh nhất. Nhưng vẫn như cũ vô dụng, ba hệ ngụy pháp tắc hình thành thế giới vừa ra, vài phút đem trấn áp, nghiền thành bụi. Đệ thập lục trọng, thông qua. Hư vô ngoại cảnh vây áo đen thủ hộ giả yên tĩnh im ắng chăm chú nhìn màn hình nhìn trong mắt tràn đầy kinh động mặc dù sớm đã có đoán trước nhưng chân chính nhìn thấy phong vân cái này quét ngang hết thảy tư thái về sau vẫn là để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi trước đó dù sao cũng là nghe nói không có khắc sâu như vậy bây giờ trực quan cảm thụ được phong vân kinh khủng chiến lực đó mới là tuyệt đối kích thích 17 tuổi có được dạng này chiến lực điên điên thật muốn điên áo đen thủ hộ giả lẩm bẩm nói hư thiên cảnh đệ thập thất trọng phong vân đứng ở chỗ này trong lòng của hắn lẩm bẩm, trừ ra huyết ma giải thể đại pháp cùng siêu phàm cấp thánh binh bên ngoài, ta chân thực chiến lực đoán chừng cũng chính là đệ thập thất trọng trình độ. Cũng chính là tương đương với ngụy pháp tắc lĩnh hội đến tầng thứ bảy cao giai thánh cấp chiến lực. Mà hư thiên cảnh bên trong là không thể vận dụng hết thể bí thuật cùng binh khí, chỉ có thể là chính mình chân thật nhất chiến lực. Sau đó, Phong Vân nhìn xem chính mình điểm tích lũy tài khoản, 6500 ức điểm tích lũy. Đệ thập tứ trọng có 500 ức điểm tích lũy, đệ thập ngũ trọng có 1000 ức điểm tích lũy, mà đệ thập lục trọng lại có 5.000 ức điểm tích lũy. Như thế ngay cả qua ba cửa ải, Phong Vân liền duy nhất một lần thu hoạch được 6.500 ức điểm tích lũy. Mà nếu như hắn song song đệ thập thất trọng lời nói, đem sẽ thu hoạch được một vê đúp ức điểm tích lũy. Như thế một bút khổng lồ điểm tích lũy, ngẫm lại liền vui vẻ một nhóm. 16.500 ức điểm tích lũy, đầy đủ ta mua sắm vật liệu luyện khí cùng tu hành tài nguyên. Phong vân tâm động không thôi, hư thiên cảnh quả nhiên là đến điểm tích lũy biện pháp nhanh nhất. Lúc này, trên không trung truyền xuống rộng lớn thanh âm, lựa chọn đối thủ của ngươi, 10 hệ võ giả, niệm hồn sư, viễn thuật sư, luyện thể võ giả, lựa chọn một, đánh bại hắn, thì có thể thông qua đệ thập thất trọng. Kim hệ A, Phong Vân suy nghĩ một chút nói, vẫn là lựa chọn chính mình quen thuộc, cũng có thể nhìn một chút đối phương chiến đấu tư thái. ầm ầm Một giây sau, trời cao chấn động, vô số điểm sáng màu vàng ống từ bốn phía bay ra, cấp tốc ở giữa không trung tụ tập. Sát na, liền hóa thành mặt chiến y màu vàng ống cường giả bí ẩn hắn gánh vác lấy ám kim sắc trường kiếm, đang theo dõi phong vân, tuổi còn nhỏ liền đi đến một bước này, thật sự là không được, trước mắt trên địa cầu còn không có một cái nào thế hệ tuổi trẻ có thế xông qua cửa ải này. Vậy ta liền đến phá cái này ghi chép A, à, phong vân miễn cười nói. Rất có lòng tin. Kim y người hừ lạnh một tiếng, ta vì kim hệ thánh cấp, công phạt danh xưng cùng giai mạnh nhất, ngươi nhưng phải cẩn thận. Vị. Sau khi nói xong, quanh người hắn xuất phát ngàn vạn đạo kim quang, tầng bảy kim chi ngụy pháp tắc không giữ lại chút nào thi triển đi ra kết hợp trong cơ thể hắn kim hệ nguyên lực một cái to như vậy kim chi thế giới nhanh chóng hình thành hướng phía phong vân bao trùm mà đến oanh phong vân không chút do dự thi triển ra ba hệ ngụy pháp tắc hình thành ba cái thuộc tính thế giới quấn tại bốn phía cùng đối phương kim chi thế giới địa vị ngang nhau kim y người thấy cảnh này con ngươi hơi co lại ba thuộc tính pháp tắc không sai chính là ba thuộc tính ngụy pháp tắc có thế từng nhập ngươi mắt phong vân thanh âm nhìn qua tầng tầng quan mang truyền tới hừ ba thuộc tính pháp tắc lại như thế nào người chỉ bất quá đều lĩnh hội đến một tầng trình độ làm sao có thể cùng ta bảy tầng kim chi pháp tắc hình thành thế giới so sánh kim y người lạnh lùng nói a à. vậy liền thử một chút quanh quanh kim chi thế giới cùng phong vân ba hệ thế giới lập tức đụng vào nhau một hơi sau đó đáng sợ sự tình phát sinh kim y người kim chi thế giới vậy mà không địch lại kia ba hệ thế giới trực tiếp sụp đổ ra không có khả năng Kim Y mắt người mắt cũng phí trận to, bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn Kim Chi Ngụy phát tắc thế nhưng là có được tầng 7, đối phương mặc dù có được ba hệ, nhưng đều là một tầng, làm sao có thể còn mạnh hơn hắn. Xem ra ngươi Kim Chi thế giới không gì hơn cái này. Phong vân thanh âm truyền đến, rộng lớn vô cùng, vang lên ầm ầm. Sau một khắc, khi ba hệ thế giới cuồn cuộn mà tới, giống như thương khung rơi xuống, che đậy hết thảy. Kim Y người cảm nhận được nguy cơ, không chút do dự bạo phát ác chủ bài, trong lòng quát, kim kiếm trảm nồi. Một tiếng kiếm ngân vang, tối chiến kiếm màu vàng ống ra khỏi vỏ, chí cương chí dương, không gì không phá, như là hội tụ thiên hạ sắc bén nhất phong mang chi lực, nhẹ nhàng vút qua, hư không đều bị mặt. Lại tốc độ nhanh vô cùng, tại nhìn bằng mắt thường đến hoàn toàn liền là một sợi kim sắc sợi tơ mà thôi, căn bản không nhìn thấy hình kiếm thể. Ông! Phong vân thấy thế, tâm niệm vừa động, trong thức hải hồn thiên binh nở rộ vạn trượng quan huy, đệ ngũ trọng mở ra, 243 chui lưỡi dao cùng bay mặt ra đồng thời bay ra vẫn là hư thần chi tháp 88 tầng phía trên thần bí đồ án. Hợp. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng. Lưỡi dao cùng đồ án trong nháy mắt tụ tập, hóa thành một cây dài ước chừng 2 mét kim sắc trường thương. Hoa. Kim sắc trường thương so với kia tối chiến kiếm màu vàng ống tới nói, muốn càng thêm linh động, cũng càng thêm huyền dị. Phong vân không có thúc đẩy kim sắc trường thương đi cản kia tối chiến kiếm màu vàng ống, mà là trực tiếp để kim sắc trường thương đâm về đối diện kim y người, chính hắn thì trực diện kia tối chiến kiếm màu vàng ống. Kim Y người thấy cảnh này, cười lạnh nói, ta sát chiêu há lại là dễ dàng như vậy cản. Cái gì? Hắn nửa câu nói sau sinh sinh phun tại miệng bên trong, phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Chỉ gặp phong vân toàn thân bạo phát tức vạn sợi kim sắc hào quang, giống như Thái Dương Lâm Trần, trực tiếp nhô ra một cái tay, đem kia ám kim sắc trường kiếm một phát bắt được. Sau đó, sinh sinh bóp nát. Chương 438, liếm chó nhất thời thoải mái, một mực liếm một mực thoải mái. Canh 4 Đại Nhật Thể Kim Y người nhìn thấy này tràn cảnh, sắc mặt hoảng hốt. Nhưng hắn đã không kịp nói bất luận cái gì lời nói. Bởi vì phong vân kim sắc trường thương sớm đã đâm tới. Hoa. Tốc độ vô biên, trong nháy mắt sẽ xuyên qua Kim Y người mi tâm, nhanh đến hắn căn bản không kịp có bất kỳ trốn tránh cơ hội. Đây chính là niệm hồn binh chỗ đáng sợ, bị linh hồn lực giao phó đáng sợ uy năng cùng tốc độ, so với bình thường binh khí khủng bố hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu như Kim Y người là bình thường dưới thực lực, tự nhiên có thể tránh thoát. Nhưng bây giờ hắn tiêu hao lớn, kim chi thế giới cùng sát chiêu đều bị phong mây phá, đã ở vào thực lực thấp nhất cốc, tự nhiên bất lực chống lại. Phốc. Kim quang chợt lóe lên, Kim Y thân thể người trong nháy mắt ngưng kết tại nguyên chỗ, sau đó liền cùng đậu hũ khối giống như phân giải thành vài trăm mảnh vụn. Trong nháy mắt liền bị xuyên thủng thất hải, như vậy vẫn là. Hư thiên cảnh đệ thập thất trọng, thông qua. Hô. Phong Vân đứng ở giữa không trung, tán đi tam đại thế giới sau đó, thở nhẹ một ngụm khí sự thật chính như hắn đoán đánh giá như thế gạt ra bí thuật cùng siêu phàm cấp thánh binh hắn tự thân chân thật nhất chiến lực có thể so với hư thiên cảnh đệ thập thất trọng cấp độ nếu không có ta linh hồn lực cường đại tăng thêm nguyên lực chất lượng viễn siêu cùng dai, chỉ là ba hệ tầng hai ngụy lực lượng phát tắc cũng không thể có thể phát huy ra cường đại như vậy uy năng phong vân khẽ nói linh hồn lực là căn bản trụ tính chung ba hệ thuộc tính thế giới để bọn chúng lực lượng có thể phát huy đến một điểm cái này đại đại tăng phúc uy lực cho nên mới tạo nên phong vân cái này cường hoành sức chiến đấu. Đổi lại bất kỳ một cái nào có được ba hệ thuộc tính thế giới sinh linh tới, đều không thể làm đến phong vân một bước này. Sau đó, phong vân nhìn mình điểm tích lũy tài khoản, làm nhìn thấy phía trên biểu hiện 16.500 ức điểm tích lũy về sau, hắn lập tức lộ ra, nụ cười. Thu hoạch lớn A. Hơn một vạn 6 ngàn ức điểm tích lũy, mua siêu phàm cấp thánh binh đều có thể mua ba kiện. Đương nhiên, hắn khẳng định là sẽ không như thế làm, đó thật là quá lãng phí. Nếu như dùng để mua vật liệu luyện khí lời nói, chỉ cần 5000 ức điểm tích lũy, liền có thể đụng đủ luyện chế ba kiện siêu phàm cấp thánh binh lượng. Cái này một tới hai đi, thế nhưng là trọn vẹn tiết kiệm 1000 tỷ điểm tích lũy. Ngẫm lại liền kích động không thôi. Bởi vậy có thể thấy được, một vị thánh cấp luyện khí sư là bực nào trọng yếu. Bất quá thánh cấp luyện khí sư cũng là nổi danh thưa thớt, trên cả trái đất có được thánh cấp luyện khí sư, đoán chừng một cái tay đều đếm đi qua. Sau đó, Phong Vân quay người rời đi, không có tiếp tục khiêu chiến hư thiên cảnh đệ thập bát trọng. Lấy hắn bây giờ chân thực chiến lực, đối đầu đời thứ 10 nặng đối thủ có chút không đáng chú ý, lại thêm hắn thu hoạch được những này điểm tích lũy cũng đủ hoa, vẫn là chờ về sau thực lực cường đại, hoặc là thiếu điểm tích lũy lại đến A. Trở lại chỗ đi ngoại cảnh vây. Áo đen thủ hộ giả nhiệt tình cùng cung kính càng hơn chi tiết, thậm chí nghiễm nhiên đã hóa thành một cái liếm chó. Đối mặt cường đại như vậy, tiềm lực lại như vậy thâm bất khả trắc cái thế thiên tài, không có người nào không nghĩ. Liếm chó nhất thời thoải mái, một mực liếm một mực thoải mái. Mà Phong Vân bị áo đen thủ hộ giả nhiệt tình thái độ làm có chút chống đỡ không được, tùy ý Hàn Huyên vài câu sau liền trùng mất. Căn bản vốn không dám chờ lâu. Mà làm Phong Vân ra hư vô cảnh, ý thức trở về hiện thực thân thể thời điểm, bên tai trùng hợp truyền ra một tiếng thanh âm nhắc nhở. Ân, có bưu kiện mới. Hắn lông mày nhíu lại. Lúc này, có thể cho hắn phát bưu kiện, đoán chừng cũng liền mấy cái kia thế lực. Hắn mở ra xem, quả nhiên không ra hắn sở liệu, là cửu đại thần tộc phát tới. Bất quá không phải chính phong bưu kiện, mà là một phong, phía trên biểu hiện là ngũ đại thần tộc liên minh. Mở ra sau đó, một bộ tràn ngập lít nha lít nhít văn tự bưu kiện khắc sâu vào phong vân trong mắt. Hắn nhẹ nhàng quét qua, vài giây đồng hồ liền xem hết. Trong thơ cho rất nhiều, bất quá đại khái có thể khái quát vì, cửu đại thần tộc gần đây muốn cử hành đồng minh đại hội, khảo giáo trong tộc thiên tài, mời phong vân cùng nhau tiến đến xem lễ. Giống nhau loại hoạt động này đều là ngũ đại thần tộc nội bộ cử hành, chưa từng có mời bên ngoài người thói quen, Phong Vân có thể nói là mở lịch sử tiền lệ. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, Phong Vân cũng không tính bên ngoài người, dù sao hắn có một nửa thân phận là kim thần tộc. Cửu đại thần tộc đồng minh đại hội A. Nói thực ra, Phong Vân căn bản không có chút nào hứng thú, nhưng phía trên này nói, các tộc trưởng lão cùng tộc trưởng cũng đều sẽ ở trận, lại làm cho hắn dân lên nồng đậm hứng thú. Thần tộc trưởng lão cùng tộc trưởng, đây chính là thánh cấp tồn tại, nhất là các đại thần tộc tộc trưởng, đoán chừng đều là đỉnh giai thánh cấp cấp độ những này tại phong vân trong mắt đều là tuyệt thế tốt hình chiếu bình thường nơi nào có cơ hội đi hình chiếu đến a phải biết hắn phí hết tâm tư lẻn vào chư thần tộc đi hình chiếu ngay cả gặp được trưởng lão đều xem duyên phận không nói đến tộc trưởng đoán chừng một trăm lần cũng khó khăn gặp được một lần bây giờ liền có dạng này kinh thiên tốt cơ hội đặt ở trước mắt không chỉ là một cái thần tộc mà là ngũ đại thần tộc đồ đần mới tự tuyệt mã đức đi dịch ra lần này tối thiểu cũng muốn chờ trăm năm về sau mà trăm năm về sau hoàng hoa thái đều lạnh. Phong vân không có chút gì do dự, lập tức liền quyết định tiến về. Bất quá đại sẽ định tại ba ngày sau, tạm thời không vội, trước mua sắm vật liệu luyện khí cùng tu hành tài nguyên lại nói. Hắn lập tức đăng nhập võ giả công hội tổng bộ danh sách trao đổi, bắt đầu lựa chọn luyện chế siêu phàm cấp thánh binh vật liệu. Cùng lúc đó, kim thần tộc bên trong. Kim thần tộc tộc trưởng cùng các vị trưởng lão tề tụ ở trong đại điện, mà phía dưới, thì đứng đấy phong vân vị kia tiện nghi cô cô Kim Anh. Lúc này, khi ngồi ngay ngắn ở kim sắc trên bảo tọa tộc trưởng quan sát kim anh nói người nói là phong vân vốn là tộc ta tử đệ lúc trước bởi vì kiểm tra ra không có huyết mạch thiên phú cùng tu hành thiên phú bị cưỡng chế đưa ra tộc đàn là tộc trưởng trước đó không lâu ta mới thấy qua tiểu vân kim anh nói theo phong vân thanh danh càng lúc càng lớn truyền khắp toàn bộ địa cầu kim anh cũng hiểu biết phong vân thiên phú kinh khủng cùng chiến lực bởi vậy đem cái sau nguyên bản thuộc về kim thần tộc tin tức bẩm báo tộc trưởng mới có tình cảnh như vậy trên đại điện những trưởng lão kia nghe nói như thế trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên trong đó một vị trưởng lão nhịn không được nói vậy ngươi mời hắn trở về tộc đàn sao mời nhưng tiểu vân cự tuyệt với lại không chỉ một lần kim anh hiện bất đắc dĩ nói nghe nói như thế những trưởng lão kia trên mặt vui mừng lập tức ngưng kết trên bảo tọa khi kim thần tộc tộc trưởng thở dài một tiếng hắn vậy mà tự tay đem dạng này một tôn tương lai có thể thành liền thần linh vô thượng thiên kiêu cho khu trục gia tộc cái này nếu để cho kim thần tộc liệt tổ liệt tông biết sợ là muốn đem hắn cùng phúng đến chết. Chương 439, muốn chết tâm đều có. Canh một Kim thần tộc từ tộc trưởng, xuống đến những trưởng lão kia, trong lòng chết suy nghĩ đều có. Bọn họ vậy mà đem nhất tộc mạnh nhất yêu nghiệt thiên tài cho đuổi ra ngoài. Ngẫm lại trong lòng liền hối hận một nhóm. Nhưng thiên hạ nhưng không có thuốc hối hận ăn, bọn họ chỉ có thể hết sức tu bổ cùng phong vân ở giữa quan hệ, không nói để cái sau một lần nữa về tộc, tối thiểu nhất cũng muốn cùng bọn họ tộc đàn giao hảo. Nghĩ tới đây, Kim Thần tộc tộc trưởng liền nhìn về phía Kim Đạo, lần này đồng minh đại hội, liền từ ngươi đi đi cùng Phong Vân đi, ngươi dù sao cũng là hắn thân nhân, chúng ta Kim Thần tộc cùng Phong Vân ở giữa quan hệ liền toàn bộ nhờ ngươi. Ta hết sức, tộc trưởng. Điểm màu vàng đầu, mặc dù cùng Phong Vân tiếp xúc không nhiều, nhưng nàng cũng hiểu biết chính mình cái này chất tử tính cỡ nào kiên định, một khi hắn nhận định sự tình, cũng không phải ai cũng có thể sửa đổi. Tối thiểu nàng cho là mình không có năng lực như thế. Bất quá nếu là trong tộc mệnh lệnh, nàng cũng không thể vi phạm chỉ có thể hết sức làm. Lập tức, Kim Anh hiện từ thần điện bên trong lui ra, hướng nhân loại cứ địa mà đi. Đưa mắt nhìn Kim trời đi, Kim thần tộc tộc trưởng lại là thở dài một tiếng, bên trong tràn ngập hối hận. Thánh cấp các trưởng lão cũng đều từng cái trầm mặt không nói, như xương đánh quả cà. Nếu như năm đó không có khu trục phong vân lời nói, hiện tại liền là bọn họ Kim thần tộc bên trong vô thượng thiên kiêu. Cũng mang ý nghĩa, bọn họ Kim thần tộc đem sẽ xuất hiện một tôn thần linh, cỡ nào thịnh thế lại chắc chắn bao trùm cái khác bác đại thần tộc phía trên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần tộc nhưng bây giờ cái gì đều không có một bên khác phong vân hoa ba ngày công phu từ võ giả công hội tổng bộ liệt biểu bên trong lựa chọn kỹ càng vật liệu luyện khí cùng tu hành tài nguyên tu hành tài nguyên liền những cái kia không cần nhiều lời về phần vật liệu luyện khí có ngàn năm ôn ngọc có huyền biển băng phách có trăm trượng tơ tầm cũng có tam tinh thạch tức ngân hà huyền tinh thạch ngoài thiên hà huyền tinh thạch thiên ngoại huyền tinh thạch các loại trân quý vật liệu luyện khí nhiều đến mấy chục loại, mỗi giá cả cũng không vừa, trọn vẹn tiêu xài phong vân 5.000 ức điểm tích lũy. Bất quá mặc dù nhìn như rất đắt, nhưng những tài liệu này lại có thể luyện chế ba kiện siêu phàm cấp thánh binh, nghĩ như vậy lời nói, đã cảm thấy một chút đều không quý đây. Dù sao ba kiện siêu phàm cấp thánh binh tại võ giả công hội trao đổi lời nói, phải tốn đi 1.500 tỷ điểm tích lũy. Như thế so sánh, không chỉ có không lỗ, còn kiếm lời lớn tốt A. Ba ngày thời gian đã qua nên đi tham gia kia cái gì cửu đại thần tộc đồng minh thịnh hội phong vân vương người đứng dậy lẩm bẩm cái này với hắn mà nói thế nhưng là một cái thiên đại tốt cơ hội nếu như có thể đem ngũ đại thần tộc thánh cấp đều hình chiếu như vậy hắn tương lai thực lực tiến bộ tất nhiên sẽ đạt tới một cái kinh khủng cấp độ ngẫm lại xem đây chính là cho tới nay trên địa cầu mạnh nhất chiến lược đơn vị nếu như đem thực lực bọn hắn tận hòa vào thân phong vân cảm thấy chính mình đem sẽ đạt tới một cái chưa từng có cấp độ không thể nói trước ngay cả thần đều có thế một trận chiến Nghĩ đến đây, Phong Vân cũng có chút không kịp chờ đợi, phản phất nhìn thấy những cái kia thánh cấp trưởng lão cùng thần tộc các tộc trưởng xếp hàng đi vào trước mặt hắn, để hắn hình chiếu. Cảm giác kia, đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Len Ken Lúc này, bỗng nhiên một đạo bưu kiện mới tiếng nhắc nhở âm truyền đến. Phong Vân cúi đầu nhìn lại, phát hiện là tóc vàng cho hắn. Lần trước Kim Anh hiện rời đi sau đó, trong lúc đó cái sau lại đã tới mấy lần, một tới hai đi, tự nhiên là lẫn nhau lưu bưu kiện tài khoản, thêm hảo hữu phong vân nhẹ nhàng ấn mở sau đó bên trong nội dung bắn ra đến mang ta đi cửu tộc đồng minh hội a vẫn là phụng trong tộc mệnh lệnh phong vân nhìn đến đây mắt sáng lên cực kỳ hiển nhiên kim thần tộc nội ứng nên biết được hắn vốn là kim thần tộc cái này một chuyện tình bất quá phong vân cũng không cỡ nào kinh ngạc vấn đề này cũng không có tận lực giấu giếm sớm muộn đều sẽ biết lại nói biết lại như thế nào hắn dù sao sẽ không gia nhập kim thần tộc hắn sớm đã không phải cái kia phong vân chỉ là cái khu khu người xuyên việt mà thôi sau đó, Phong Vân phóng lên tận trời, dựa theo Kim Anh trong thơ phát cho hắn định vị, thuấn di mà đi. Cùng lúc đó, tại hung thú lĩnh vực cùng nhân loại cương vực một chỗ giao hội địa điểm. Nơi đó là một chỗ bình nguyên. Cỏ xanh như tấm đệm, sinh cơ bừng bừng, mang đến dạt vào xuân ý, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mà trên bình nguyên, ngừng lại một chiếc to lớn chiến thuyền màu vàng ống, toàn thân hình dọc nước, đã có hiện đại hóa máy móc cảm giác, vừa có thời cổ tinh xảo, cả hai hoàng mỹ kết hợp với nhau. Chiến thuyền màu vàng, vàng ống phía dưới, đứng tại ba đạo thân ảnh, chính là Kim Anh, cùng nàng một mà một nữ, Kim Hoa Nguyệt cùng Kim Khải. Đã lâu không gặp, trên người hai người này khí tức khách quan trước đó cũng cường thịnh rất nhiều, đều lĩnh ngộ lĩnh vực, thành vì phong đế phong hoàng cấp tồn tại. Lấy vừa mới 20 năm tuổi liền đi đến một bước này, tính cả là vậy nó ưu tú, đáng tiếc, cũng phải nhìn với ai so. Kim Hoa Nguyệt cùng Kim Khải nghĩ đến đợi chút nữa liền muốn nhìn thấy cái kia mang cho bọn hắn ác mộng bóng ma biểu đệ, liền không nhịn được toàn thân phát rung bọn họ rất muốn chạy trốn đi, nhưng đây là trong tộc mệnh lệnh, bọn họ không dám vi phạm. Xoát! Ngay tại trong lòng hai người cực độ thời điểm, hư không bên trên bỗng nhiên lóe lên ánh bạc, một bóng người phát động không gian đi tới. Chính là Phong Vân. Tiểu Vân. Nhìn thấy Phong Vân đến, Kim Anh vẫy tay, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Phong Vân theo tiếng trong lại, sau đó một bước phóng ra, chớp mắt đã tới, đi vào bọn họ phụ cận. Bái, bái kiến thánh giả đại nhân. Kim Hoa Nguyệt cùng Kim Khải lập tức hành lễ, ngữ khí thần thái cung kính không được, cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám hô phong vân biểu đệ. Dù sao trước mặt đứng đấy là một vị sống sờ sờ thánh cấp tồn tại, đó là nhất định để bọn hắn ngưỡng vọng. Ân. Ừ. Phong vân trước cùng Kim Anh chào hỏi, sau đó đối Kim Hoa Nguyệt cùng Kim Khải hai tỷ đệ gật gật đầu. Hai vị tỷ đệ nhìn thấy phong vân đáp lại bọn họ hành lễ, thần sắc cũng không lạnh lùng, vụn trộn đều tùng một ngụm khí, trái tim tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Lên đường đi. Phong Vân không có để ý Kim Hoa Nguyệt cùng Kim Khải hai tỷ đệ tâm tư, hắn hiện tại chỉ muốn sớm đi đến cửu đại thần tộc đồng minh hội hiện trường, bởi vậy bắt chuyện qua về sau, liền trực tiếp đối Kim Anh nói. Tốt, chúng ta ngồi chiếc này chiến thuyền đi. Kim Anh gật đầu. Lập tức, đám người bọn họ leo lên chiến thuyền màu vàng ống, tại một tiếng oanh minh âm bên trong, phóng lên tận trời, hóa thành một vòng kim quang, xuyên toa hư không mà đi. Trong khoang thuyền. Phong Vân lấy linh hồn lực quét hình cả chiếc chiến thuyền, phát hiện chiến thuyền này bên trong bố trí đầy các loại trận pháp, trong đó chính yếu nhất chính là không gian trận pháp, lẫn nhau xen lẫn, tinh tế lại rộng lớn, để cho người ta tán thưởng không thôi. Đồng thời chiến thuyền này thân thuyền kiến tạo kim loại là đặc thù hợp thành, phong vân xem chừng, có thể ngăn cản một lần thánh cấp tồn tại công kích. Hiển nhiên, chiếc này chiến thuyền màu vàng ống sử dụng trình độ khoa học kỹ thuật đã viễn siêu ngoại giới nhân loại cứ địa, để bọn hắn nhìn theo bóng lưng. Có thời gian, ta cũng làm một chiếc chơi đùa. Phong vân trong lòng nhẹ nhàng nói. Chương 440, che đậy toàn trường phong thái. Canh 2 Một mảnh không biết không gian, coi như bao la. Trong đó địa phương, một tòa to lớn lôi đài tỏa trấn, chừng 10 vạn mét vuông quy mô, lại nhìn nó chất liệu đặc thù, không phải trên địa cầu những cái kia đã biết đúc bằng kim loại mà thành. Bốn phía lôi đài, vây quanh rất nhiều chỗ ngồi. Mà tại những này trên chỗ ngồi, có 10 cái to lớn bảo tọa, trang nghiêm thần thánh, rộng lớn bàn bạc. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là cửu đại thần tộc cử hành đựng sẽ địa phương giờ này khắc này sớm đã có không ít thần tộc đến phong huyền rất lâu không có gặp ngươi mạnh lên a à. hừ hừ hỏa chi lần trước thua với ngươi sau đó ta liền quyết chí tự cường lần này ngươi thua định phải không vậy liền rửa mắt mà đợi cùng loại dạng này đối thoại còn muốn rất nhiều ngũ đại thần tộc bình thường cũng sẽ có giao lưu dù sao cũng là đồng minh lẫn nhau ở giữa có liên hệ là khẳng định nghe nói lần này vị kia cũng tới mặc dù không có nói danh tự nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ ân ừ, ta cũng nghe nói thật nghĩ mở mang kiến thức một chút a à, trong truyền thuyết nghiền ép chúng ta thần tộc ngay cả thần tử đều muốn ngưỡng vọng cái thế yêu nghiệt là bực nào phong thái Xuyệt, ngươi nói ngươi sao đây chính đại thần tử nhưng tại phía trên ngồi đâu ngươi khi bọn hắn ngỏ nhỏ nhỏ a cụ cụ nói sai nói sai mặc dù như thế nhưng cùng loại nói như vậy phát hiện nhưng rất nhiều ngồi ngay ngắn ở chỗ mình chính đại thần tử bắt được bác phương thanh âm sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn nhưng bọn hắn vừa nghĩ tới phong vân trong lòng dân lên liền là thật sâu cảm giác bất lực. Thiếu niên kia, đơn giản so với bọn hắn thần tộc bên trong người tư chất còn muốn biến thái, đã vượt xa khỏi bọn họ lý giải. Cùng dạng này yêu nghiệt biến thái đặt chung một chỗ so sánh, thực sự để bọn hắn bất lực lại tuyệt vọng. Quanh! 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 Lúc này, theo trên không trung truyền xuống từng đạo thánh uy, như vực sâu biển lớn, mênh mông không hiện, khiến chúng thần người trong tộc hô hấp cứng lại. Nhưng bọn hắn không có chút nào khó chịu, ngược lại trên mặt đều lộ ra kính ngưỡng, thậm chí là vẽ cuồng nhiệt. Tộc trưởng cùng các trưởng lão đến. Đây chính là chúng ta cửu đại thần tộc nội tình, có nhiều như vậy thánh cấp tồn tại. Thánh cấp thật sự là một cái cao không thể chạm, nhưng lại vô hạn khát vọng cảnh giới. Bên này cửu đại thần tộc tộc trưởng cùng thánh cấp trưởng lão ngồi xuống. Mà bọn họ còn chưa giao đàm hơn mấy câu, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một thanh âm, bẩm tộc trưởng, phong vân thánh giả đến. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng truyền ra một sát na, làm cho cả hội trường đều an tĩnh lại phong thanh dừng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tiếp theo, nương theo lấy một tiếng khẽ kêu, trên không trung đột ngột xuất hiện một chiếc chiến thuyền màu vàng ống, chiến thuyền bên trên đứng thẳng bốn đạo nhân ảnh. Mặc dù có bốn người, nhưng mọi người liếc mắt liền thấy đứng tại hàng trước nhất thiếu niên kia. Trừ vị trí dễ thấy bên ngoài, khí chất kia cũng làm cho bọn họ ghé mắt. Một người, chỉ là đứng ở nơi đó, giống như là một tòa vách cổ vĩnh tồn đại sơn. Khi chập trùng dãy núi như cùng hắn sống lưng. Một đôi mắt, càng là như mặt ngọc điểm sơn, giống như trên bầu trời lộng lẫy nhất sao trời chiếu rọi lòng người. còn có kia một bộ chiến y phản phất thủy mặt đại sư đầu bút lông nhấp nhô nhất cao ngạo một vòng phi bạch đi thế độc lập. giờ khắc này coi như chưa từng gặp qua phong vân chân diện một thần tộc bên trong người trong lòng cũng biết được cái này một vị thiếu niên thân phận có được dạng này thần tư thiếu niên trên địa cầu này trừ phong vân bên ngoài lại không người thứ hai. cửu đại thần tộc tộc trưởng cùng đông đảo thánh cấp các trưởng lão cũng trước tiên đứng dậy hướng về phía trước nên đón phong vân các hạ hoan nghênh hoan nghênh. Thần tộc các tộc trưởng cùng thánh cấp các trưởng lão vô cùng nhiệt tình cùng khách khí, trong đó nhất là lấy kim thần tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão vì rất, bọn họ cử động lần này tự nhiên là muốn cực lực chậm cùng với phong vân ở giữa quan hệ. Phong vân nhẹ nhàng gật đầu, cùng bọn hắn từng cái bắt chuyện qua, cũng không cái gì kêu căng cùng ý khinh thường, cũng không bị khen tìm không thấy nam bắc lân lân tâm tính. Không lấy vật vui không lấy mình buồn. Nhìn chúng thần tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão cảm thán vô cùng, phần này tâm tính, để cho người ta tự thẹn không bằng. Hiển nhiên, thiếu niên trước mắt có được, không chỉ là kia yêu nghiệt đến nghịch thiên thiên phú và tư chất mà thôi. Sau đó, Phong Vân ngồi xuống, mà hắn chỗ ngồi, là cùng cửu đại thần tộc tộc trưởng cân bằng cái thứ 10 bảo tọa. Áp đảo chúng thần tộc phía trên, cùng ngũ đại thần tộc tộc trưởng bình khởi bình tọa. Làm thấy cảnh này thời điểm, thần tộc đám tử đệ sắc mặt biến hóa, nhưng lại không nói gì. Lấy Phong Vân cái kia có thể so với đỉnh hiểm thánh cấp chiến lực, còn có càng khủng bố hơn nghịch thiên thần tư, ngồi cái này chỗ ngồi, cũng là thực chí danh quy. Với lại, thần tộc tộc trưởng cùng thánh cấp các trưởng lão đều không có phản đối, chỗ nào đến phiên bọn họ. Một bên khác. Chính đại thần tử từ khi phong vân đến sau đó, vẫn đứng ngồi không yên, bọn họ phong thái, bọn họ truyền thuyết, bọn họ huy hoàng, tại vị kia trước mặt thiếu niên, đều lộ ra cỡ nào ảm đạm cùng nhỏ bé. Trên thực tế không riêng gì bọn họ, ngay cả những cái kia thánh cấp các trưởng lão, đều bị phong mây làm hạ thấp đi. Phong vân dùng sự thực chứng minh, một người phong thái, thật có thể che đậy toàn trường bên này. Phong mặt ngoài nhìn như cùng chi chúng tộc trưởng chuyện trò vui vẻ, thần thái tự nhiên, nhưng hắn nội tâm đã là mừng rỡ như điên, như là mười cấp đại phong bạo, nhấc lên cuồng lan. Chỉ vì tại hắn tấm gương không gian bên trong, cái này đến cái khác hình chiếu hình thành. Đó cũng không phải là phổ thông hình chiếu, đều là thánh cấp. Thấp nhất cũng là thánh cấp sơ giai, mà cao nhất, thình lình đã đạt tới thánh cấp đỉnh giai cấp độ. Làm hình chiếu hình thành thời điểm, phong vân lập tức không kịp chờ đợi lấy ý thức nhìn sang. Hình chiếu người, kim huyễn không? Tuổi tác, 5.000 tuổi. Cảnh giới, thánh cấp cao dai. Rơi xuống. Thánh cấp võ kỹ kim long bách biến công. Thánh cấp võ kỹ kim thân lưu ly quyết. Thánh cấp võ kỹ vạn tượng kim sát. Thánh cấp kim hệ công pháp kim thần chân kinh. Huyết mạch năng lực thần chi nhãn. Nguyệt huy cấp kim hệ thiên phú. ngụy kim chi phát tắc, tầng 7. Hình chiếu người, phong vô bổn. Tuổi tác, 1.000 tuổi. Cảnh giới, thánh cấp trung giai. Rơi xuống thánh cấp võ kỹ bá phong thần trảm thánh cấp võ kỹ liệt phong thánh cấp võ kỹ thái phong bộ thánh cấp phong hệ công pháp phong thần chân kinh nhật diệu cấp phong hệ thiên phú phong chi phát tắc năm tầng hình chiếu người lôi thiên tuyệt tuổi tác bốn nghìn tuổi cảnh giới thánh cấp trung giai rơi xuống thánh cấp võ kỹ thiên lôi thối thánh cấp võ kỹ chân không lôi bộ thánh cấp võ kỹ vạn kiếp thần lôi thánh cấp lôi hệ công pháp lôi thần chân kinh nguyệt huy cấp lôi hệ thiên phú ngụy lôi chi pháp tắc sáu tầng phong vân một đường nhìn lại càng xem nội tâm vui sướng liền nồng đậm một điểm nếu không phải chú ý nơi hiện tại hắn liền không nhịn được lộ ra nụ cười